xử lý hàng tồn kho nhiều hơn so với thực tế. Xử lý hàng tồn kho nhiều hơn so với thực tế là câu hỏi mà được rất nhiều bạn quan tâm bởi nó có khá nhiều doanh nghiệp gặp phải tình trạng này. Vậy trường hợp nào có thể khiến chúng ta phải xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế? Sếp bạn không muốn nộp thuế giá trị gia tăng, ông mua rất nhiều hóa đơn đầu vào để lấy VAT, đầu vào đập vào VAT đầu ra để khỏi phải nộp. Như vậy, khi mua hóa đơn mà không mua hàng thật. Tuy nhiên, bạn vẫn phải hạch toán bình thường dẫn đến tăng hàng tồn kho, nhưng thực tế thì không có hàng nào vào nhập kho cả. Công ty bạn bán hàng không xuất hóa đơn. Nếu bán hàng có xuất hóa đơn thì hàng trong kho và hàng trong sổ sách sẽ giảm đi một lượng như nhau. Nhưng vì không xuất hóa đơn nên không có chứng từ để ghi chép sổ sách kế toán thuế. Dẫn đến hàng trong sổ vẫn còn mà hàng trong kho đã hết hoặc còn ít hơn so với sổ sách. Cũng có thể trong quá trình nhập xuất hàng bạn không theo dõi cẩn thận dẫn đến nhầm mã hàng nhập xuất khiến mã hàng đã hết trong kho thì lại còn lên sổ và ngược nặng trên sổ và ngược nặng. Bạn không thể để cái kho trên sổ sách của mình tồn đọng mãi thế được, nó sẽ là bất hợp lý. Vậy phương kế nào để bạn xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế? Giao bán hóa đơn đầu ra là một cách. Bạn bảo người mua bạn nhiều bạn bảo trước mua hóa đơn làm gì mà giờ lại đi bán lại hóa đơn. Việc mua hóa đơn đầu vào để giảm VAT phải nộp là để xử lý tại thời điểm bạn thừa nhiều đầu ra. Sau khi bạn đã xử lý được thời điểm đó rồi thì những thời gian sau đó có thể số VAT phải nộp của bạn dần dần đã thấp xuống nên bạn có thể nghĩ đến phương án giao bán hóa đơn đầu ra cho những đơn vị nào đang cần những mặt hàng mà bạn đang thừa. Trước đây bán hàng không xuất hóa đơn do khách hàng chủ yếu là cá nhân nên sếp bạn bảo để hóa đơn đó bán cho đơn vị nào cần đầu vào kiếm ít phần trăm. Tuy nhiên không có hoặc rất ít đơn vị cần mua hóa đơn của doanh nghiệp bạn. Do vậy bây giờ lại phải nghĩ đến phương án xuất hóa đơn ra cho cá nhân thôi. Bạn lại bảo như giờ xuất đi thì liên hai bỏ đi đâu. Bạn yên tâm là trong thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xuất hóa đơn cho đối tượng không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Trường hợp này bạn không phải giao hóa đơn liên hai cho khách hàng và giá bán thì bạn nên chủ động để đảm bảo VAT thấp nhất, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nhất có thể. Doanh nghiệp bạn có nhiều cán bộ, công nhân viên, bạn có thể thay vì trả lương bằng tiền toàn bộ thì chuyển sang trả một phần bằng sản phẩm. Tất nhiên thực tế là trả bằng tiền nhưng vì tình thế hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế nên hạ sách phải nghĩ ra cách này. Bạn cần chế một bảng lương có cả trả lương bằng tiền và sản phẩm. Cần nữa là cầu cứu khách hàng thân thiết bằng cách là xuất hóa đơn hàng biếu tặng. Xem bài viết về hồ sơ hàng biếu tặng. Nếu doanh nghiệp bạn bán những mặt hàng liên quan đến
hạn sử dụng thì hay quá, bạn có thể xoay chuyển tình thế bằng cách hàng hết đát, bạn xem những mặt hàng nào nhập vào đã lâu mà chưa bán được thì làm thủ tục hủy hàng hết đát, hết hạn sử dụng, hay là tạo ra vài vụ mất không rõ nguyên nhân. Hạ sách cuối cùng là bạn có thể vận dụng thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, điều 4 thông tư 96/2015 TT-BTC, trong đó quy định hồ sơ về hàng hư hỏng do sinh hóa tự nhiên, do thiên tai, địch họa, do hết đát. Từ đó bạn chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn của thông tư để tạo ra một vụ gì đó chẳng hạn, hay một hay mối mọt làm hư hỏng. Trên đây là một số hướng dẫn xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế, hy vọng bạn đừng gặp phải nhé. Làm thì đơn giản, nhưng sau này nếu gặp bác quản lý thuế cứng thì giải trình cũng mệt. Đây là hãy là người kế toán cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc khoa học, vận dụng linh hoạt chính sách thuế và kế toán để không gặp phải những tình trạng tồn đọng quá nhiều như vậy. Phương pháp tính giá xuất kho, nhập trước, xuất trước